Tại sao ngươi tới đây? Ta kêu là Thằng Ngưu. Họ gì? Tăng. Cô nương họ gì? Ta không có họ. Cha ruột của ta bỏ ta, gặp ta thì đòi giết. Ta đương nhiên không theo họ của ổng. Là ta hại mẹ ta, ta cũng không lấy họ của mẹ. Bởi vì cái tướng của ta xấu xí. Coi nè, tướng ta xấu xí, ai cũng chê cái tướng của ta. Người ấy kêu ta là cô nương xấu xí. Cô nương, cô hại chết mẹ cô. Chuyện này kể ra rất dài dòng. Cha ta và mẹ lớn của cha xưa nay không có sanh con cái gì hết. Cha ta đã cưới nhị nương. Nhị nương của ta rất tốt, sanh ra hai người anh. Đương nhiên là cha thương họ. Trong giờ phút này thì mẹ đã sanh ra ta. Ta thì không năng thân, ta là một đứa con gái. Hỏi được cha yêu thương, hiếp đáp ta, hiếp đáp mẹ ta. Ta hận họ, ta đã một đau giết chết nhị nương. Mẹ ta thấy ta gây ra đại họa, bảo vệ ta lập tức bỏ chạy. Nhưng bà không nghĩ tới hai người anh của ta rượt theo kịp. Họ bắt ta trở về, mẹ ta ngăn cản họ không được. Mẹ ta vì cứu ta, mẹ của ta vì cứu ta, đã dùng đau tự giận chết. Người nói đi, mạng của mẹ ta có phải là do ta hại chết không? Người nói, nếu cha ta gặp lại, có phải sẽ giết chết ta không? Tuy rằng ta bất hạnh, cha mẹ đều qua đời, nhưng mà lúc cha mẹ ta còn sống rất là yêu thương nhau, rất là thương yêu ta. So với sự gặp mặt cô nương này, hình như ta may mắn hơn cổ nhiều. Cô nương, vậy cô bỏ nhà đi lâu lắm rồi hả? Cô đơn một mình lang thang một mình. Vậy cô muốn đi đâu? Ta cũng không biết. Thế gian này lớn như vậy, đi hướng đông một thời gian, qua hướng tây một thời gian, chỉ cần gặp lại cha ta và anh của ta thì không sao. Nè, chờ đôi chân của ta lành lại. Chờ ta đi lại được rồi, ta sẽ dẫn cô đi, đi kiếm người. Cái người ca ca đó, ta hỏi hắn sao đối xử với cô như vậy. Lỡ như đánh ta và cắn ta nữa làm sao? Không, ta tuyệt đối không để hắn gây hại tới cô nữa, ta bảo đảm. Nếu như nhìn mà không chịu nhìn ta thì làm sao? Vậy về điểm này, ta cũng sẽ cố gắng kêu hắn nói chuyện với cô. Cô nương, cô nương, cô nương à, cô nương, cô cười cái gì? Có gì mà đáng cười? Tên xấu xí, ngươi có cái gì mà hay khiến cho người ta phải nghe lời của ngươi? Hơn nữa, ta kiếm hắn gấp đời cũng kiếm không được. Không biết bây giờ hắn còn sống hay đã chết. Ngươi tận hết sức ngươi, ngươi có bản lãnh gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn cái gì? Đáng lẽ ta nghĩ tốt cho cô, nhưng mà cô lại cười ta. Ta thấy cô không nhà không cửa, ta và cô cũng giống như nhau. Cha mẹ của ta đã chết hết, không có người thân. Ta nghĩ, nếu như người ác đó không có ngàn tới cô, hay chúng ta hãy làm bạn hữu với nhau, ta có thể trò chuyện giải buồn với cô. Nhưng nếu như cô nghĩ ta không xứng, thì tự nhiên ta không dám nói nữa. Ngươi đương nhiên không xứng. Nói ngươi biết, tên ác đó tốt hơn ngươi, thông minh hơn ngươi gấp trăm lần. Tại sao ta lại nói cho ngươi biết nhiều chuyện? Một người tưởng người giỏi lắm hả? Ngươi có cái gì mà giỏi? Tại sao tao nói chuyện với ngươi? Tại sao? Tại sao tao nói cho ngươi biết nhiều chuyện? Ta không có quen biết ngươi, ta không quen với ngươi. Vì cô nương này thì là tội nghiệp. Ta biết trong lòng của cô nhất định rất đau lòng, cũng khó trách tính tình của cô bực bội. Ngươi đang nghĩ cái gì? Tình xấu xí,
Có phải là ngươi đang nghĩ tướng tá của ta xấu xí khi dễ ta? Không phải. Tướng tá của cô xấu xí thiệt, nhưng mà làm vợ cô tốt, lại hợp tính với nhau. Nếu tướng cô giống như cô, ta chỉ đứng xa nhìn thôi. Ai cho đem ta ra so sánh với chú của chân hả? Tại sao ngươi vô lương tâm quá vậy? Ngươi cũng nhớ hồi nhỏ ta cho ngươi ăn bánh hả? Ngươi quên rồi sao? Đây là cái gì? Hồi nãy ngươi không có ăn hay sao? Ăn đi, ăn đi, ta cho ngươi ăn mà. Nè ăn đi. Ta cho ngươi ăn đó. Cô nương, ta biết trong lòng của cô rất là khổ. Cô vừa trải qua, thật ra ta nhìn gương mặt của cô cũng đẹp lắm. Chỉ là gương mặt của cô. Gương mặt ta? Gương mặt ta? Gương mặt ta thế nào? Gương mặt ta? Không gì, chỉ là hơi sưng thôi. Ta tin gương mặt của cô trước kia không phải như vậy. Mấy ngày nay ta không dám soi kiến. Ta biết ta càng ngày càng xấu. Ta càng ngày càng xấu. Ta không có mặt mũi đi gặp người ta. Cô nương à, làm người quan trọng là giả tốt, đẹp xấu không thành vấn đề. Mẹ ta từ nhỏ nói với ta, đàn bà đẹp thì lòng dạ xấu, hơn nữa còn sẽ gạt người ta, kêu ta hãy cẩn thận đề phòng, có biết không? Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn ra được, ngươi có thể nhìn ra được trước kia ta không có xấu hả? Trước kia ta rất đẹp phải không? Gương mặt trước kia ta không có nổi mấy cái mụn này. Ta rất đẹp, có phải ngươi nhìn ra ta không có xấu phải không? Ngươi nói đi. Tên xấu xí, có phải không? Tại sao ngươi không nói? Bộ tướng của ta không đẹp hả? Có phải ta xấu lắm không? Có phải ta xấu không? Đồ xấu xí, ta ghét ngươi. Ta ghét ngươi. Đồ xấu xí, ta ghét ngươi. Ta ghét ngươi. Đồ xấu xí, ta ghét ngươi. Cô nương, ta ghét ngươi. Sư phụ, tối nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi có được không? Cũng được. Ở đây có những bức tường sụp che gió cản lạnh cũng tốt. Sư phụ uống nước. Không ngờ đường lên đỉnh Quang Minh lại như vậy. Mà này chính là diệt tuyệt sư thái, lừng danh thiên hạ. Cái tướng cũng diệt tuyệt thiền. Càng đi càng nguy hiểm, cùng sơn ác thủy khí hậu lại lạnh. Bây giờ đi cũng chưa có tới được nửa đường. Hèn chi giáo đồ của ma giáo trên núi Cung Luân phải tới trung thổ để cướp bóc. Lần này chúng ta phải lên đỉnh Quang Minh, phải tiêu diệt cái ổ của ma giáo, trả thù cho sư bá và sư tỷ hiểu phù của các con. Dạ, chúng ta phải tới sớm vài ngày, đừng để cho phái gió đang giật trước. Thank you.
Ngươi là chú Cú Chân. Ngươi là ai? Thật là tội nghiệp. Thì ra ngươi ở đây đốt giấy tiền cho nội tổ của ngươi. Cô đơn một mình sống trong nơi đổ nát này. Tình nhân của ngươi không thèm ngươi nữa. Ngươi sống trên thế gian này còn có ý nghĩa gì? Hay là để ta rạch nát gương mặt của ngươi ra? Và sau đó, sau đó giết chết ngươi luôn. Hãy chết phước chưa rồi? Có phải ngươi kiếm lầm người? Ta không biết ngươi là ai. Con quỷ, ngươi vừa xấu vừa nghèo, bây giờ không có ai thèm ngươi. Ta nói ngươi biết, còn sống trên thế gian này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hay là ta rạch nát gương mặt ngươi và giết chết ngươi, thấy có được hay không? Hả? Ngừng tay! Máu đừng chết. Mẫn Quân, qua đó coi. Dạ. Vào trong. Giữa đêm vào nhà dân nhất